Chương 15. Phép màu. Khi Sarah đi ngang qua ngôi nhà bên cạnh, em nhìn thấy Ramdas đang đóng cửa chớp lại, và anh ta cũng bắt gặp ánh nhìn của em. Đã lâu rồi mình mới nhìn thấy một nơi đẹp đẽ từ bên trong như vậy. Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu em. Vẫn là ánh lửa sáng loáng như thường lệ tỏa ra từ vỉ lò, và quý ông Ấn Độ đang ngồi trước lò sưởi. Ông tựa đầu lên tay, trông cô độc và buồn bã như mọi khi. Thật tội nghiệp ông ấy, Sarah nói. Không biết ông ấy đang tưởng tượng về chuyện gì. Và đây là những gì ông đang tưởng tượng vào lúc ấy. Giả sử rằng, ông ngẫm nghĩ, giả sử rằng ngay cả khi Camichel tìm ra dấu vết của những người đó ở Moscow, nhưng con bé mà họ nhận nuôi từ trường của quý bà Pascal ở Paris không phải là đứa bé chúng ta đang tìm kiếm. Giả sử con bé là một đứa trẻ khác, thì ta nên làm gì tiếp theo? Khi Sarah đi vào nhà, em gặp cô Minchin vừa đi xuống lầu là mắng bà đầu bếp. Mày đã đi đâu cả buổi hả? Bà ta gặng hỏi. Mày ra ngoài cả mấy tiếng rồi? Bên ngoài rất ẩm ướt và lầy lội, Sarah đáp. Đường rất khó đi vì đôi giày của con bị mòn hết và rất dễ trượt. Đừng có viện cớ, cô Minchin nói, mà cũng đừng có nói dối. Sarah đi vào gặp bà đầu bếp. Bà ta đã bị mắng té tát và đang tức giận ghê gớm. Bà ta chỉ trở nên vui vẻ trở lại khi có ai đó để trút giận. Và Sarah là một lựa chọn thích hợp như thường lệ. Sao mày không ngủ ngoài đó luôn đi? Bà ta cáu kỉnh. Sarah đặt những thứ em đã mua lên bàn. Đây là những thứ cô cần, em nói. Bà đầu bếp nhìn qua chúng, cầu nhau. Tâm trạng của bà ta quả thật đang rất cáu kỉnh. Có thứ gì cháu có thể ăn không ạ? Sarah hỏi khá yếu ớt. Đã qua giờ ăn mà mọi thứ cũng hết rồi, bà đáp lại. Mày mong tao sẽ chừa lại cho mày thứ gì hả? Sarah đứng yên lặng trong giây lát. Cháu đã không ăn tối, em nói tiếp, giọng hơi trầm thấp. Em hạ thấp giọng vì lo rằng nó sẽ run rẩy. Có ít bánh trong tủ kìa, bà ta nói. Giờ này thì chỉ còn có nhiều đó thôi. Sarah đến đó và tìm thấy miếng bánh đã cũ và khô cứng. Tâm trạng bà đầu bếp hằn học đến mức không muốn để lại thứ gì cho em ăn cả. Việc trút giận lên Sarah luôn luôn dễ dàng và an toàn. Việc leo lên cả ba chiếc cầu thang dài dẫn lên gác mái thật sự vất vả đối với một đứa bé. Khi mệt mỏi, em thường cảm thấy chúng vừa dài vừa dốc. Nhưng đêm nay, em cảm thấy như mình không bao giờ leo được đến nơi. Nhiều lần, em buộc phải dừng lại. Khi leo lên đến đầu kia của cầu thang, em rất hạnh phúc khi nhìn thấy ánh sáng tỏa ra dưới khe cửa phòng em. Điều đó có nghĩa, Herman Gray đã trốn lên đây thăm em. Chuyện đó ít nhiều làm em thấy an ủi. Tốt hơn nhiều khi em đi vào phòng một mình và thấy nó trống rỗng, tiêu điều. Chỉ sự xuất hiện của cô bé mũm mĩm tạo cảm giác dễ chịu, Herman Gray trong chiếc áo choàng đỏ của nó thôi cũng khiến căn phòng ấm áp lên. Đúng vậy, Herman Gray đang ở đó khi em mở cửa. Nó đang ngồi giữa giường, hai chân giúp an toàn dưới thân người. Nó chưa bao giờ trở nên thân thiết với Melchizedek và gia đình của chú ta, mặc dù bọn họ khiến nó tò mò. Khi nó ở một mình trên gác mái, nó luôn thích ngồi trên giường chờ Sarah về. Thật ra, lần này nó đã khá hoảng, vì Melchizedek đã chui ra và ngửi ngửi khắp phòng. Và chú ta còn khiến nó phát ra một tiếng hét kìm nén khi ngồi ngóc đầu nhìn nó. Chiếc mũi khịt khịt ngửi về hướng nó. Ôi, Sarah! Nó kêu lên. Tớ rất mừng khi cậu đã về. Melchi cứ ngửi ngửi xung quanh. Tớ cố gắng dỗ cậu ấy về hang, nhưng cậu ấy không quay về. Cậu biết đấy.
tớ thích cậu ấy, nhưng tớ vẫn thấy hoảng khi cậu ấy ngửi ngửi gần tớ. Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ nhảy lên giường không? Không đâu, Sarah đáp. Amand Gray trườn về phía trước để nhìn em. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, Sarah, nó nói. Mặt cậu khá nhợt nhạt. Đúng là tớ hơi mệt, Sarah nói, thả người trên chiếc ghế gác chân bị thọt một chân. Ôi, còn có Melchizedek nữa, tội nghiệp cậu ấy. Cậu ấy đến để lấy bữa tối. Melchizedek đã chui ra khỏi hang khi nó nghe thấy tiếng bước chân của em. Sarah khá chắc nó nhận ra bước chân của em. Nó bò về trước với biểu cảm nồng nhiệt và mong chờ khi Sarah bỏ tay vào túi, nhưng lại móc ngược nó ra ngoài. Đầu em lắc lắc. Tớ rất xin lỗi, em nói. Tớ không tìm được vụn bánh còn dư nào. Về hang đi, Melchizedek, và nói với vợ cậu rằng trong túi tớ không có gì cả. Tớ e rằng tớ đã quên mang vụn bánh về vì bà đầu bếp và cô Minchin đã rất bực dọc. Melchizedek dường như hiểu được. Nó bỏ trở về hang với vẻ sẵn lòng, nếu không nói là thỏa mãn. Tớ không nghĩ tối nay sẽ gặp được cậu, Amie, Sarah nói. Amand Gray giúp người trong chiếc áo choàng đỏ. Cô Amelia đã đi ra ngoài chơi với dì cô ấy, nó giải thích. Ngoài cô ấy, không ai đi vào phòng ngủ kiểm tra liệu bọn tớ có ở trên giường hay không đâu. Tớ có thể ở đây cả đêm nếu muốn. Nó chỉ tay về phía chiếc bàn nằm dưới ô cửa. Sarah vẫn chưa nhìn tới chiếc bàn từ khi em bước vào phòng. Có một chồng sách nằm trên đó. Động tác của Amand Gray tỏ vẻ chán nản. Sarah ơi, bố tớ lại gửi thêm sách đến, nó nói. Chúng ở đấy. Sarah nhìn quanh và ngay lập tức bật dậy. Em chạy đến bên bàn, lấy quyển sách trên cùng và lật nhanh qua các trang. Giây phút ấy, em hoàn toàn quên mất nỗi mệt mỏi. À! Em kêu lên. Đẹp quá! Là quyển của Cách mạng Pháp của Carlyle. Tớ vẫn luôn muốn đọc nó. Tớ vẫn chưa đọc nó, Amand Gray nói. Mà bố tớ sẽ rất bực nếu tớ không đọc. Ông ấy muốn tớ thuộc mọi thứ về nó khi tớ trở về nhà vào dịp lễ. Tớ nên làm gì bây giờ? Sarah thôi nhìn xuống quyển sách mà ngước lên nhìn về phía nó. Hai má em ửng hồng, vẻ hào hứng. Cậu xem, em kêu lên. Nếu cậu cho tớ mượn những quyển sách này, tớ sẽ đọc chúng rồi kể mọi thứ cho cậu nghe. Và tớ sẽ kể sao cho cậu cũng nhớ được. Ôi trời! Amand Gray kêu lên. Cậu nghĩ như vậy có được không? Tớ nghĩ tớ có thể, Sarah đáp. Những đứa bé luôn nhớ những gì tớ kể. Sarah này, Amand Gray nói, gương mặt tròn trĩnh tràn đầy hy vọng. Nếu có thể, cậu hãy giúp tớ nhớ được. Tớ sẽ cho cậu mọi thứ. Tớ không muốn thứ gì từ cậu cả, Sarah nói. Tớ muốn có những quyển sách của cậu. Tớ muốn có chúng. Và đôi mắt em mở rộng, lồng ngực phập phồng. Vậy cậu hãy lấy hết chúng đi, Amand Gray nói. Ước gì tớ cũng thích chúng, nhưng tớ không thế. Tớ không thông minh, mà bố tớ lại thông minh, nên ông ấy nghĩ tớ cũng phải thông minh. Sarah mở hết quyển sách này đến quyển sách kia. Vậy cậu định nói với bố cậu như thế nào? Em hỏi, một chút nghi ngại lóe lên trong đầu em. Ừ, thì ông ấy không cần biết đâu, Amand Gray đáp. Bố tớ sẽ nghĩ tớ đã đọc hết chúng. Sarah đặt quyển sách xuống, chậm rãi lắc đầu. Đó gần giống nói dối rồi, em nói. Mà nói dối thì cậu thấy đấy, không chỉ là tinh danh mà còn sai trái, thỉnh thoảng. Em ngẫm nghĩ. Tớ nghĩ có lẽ tớ có thể làm gì đó tinh danh. Tớ có thể bất ngờ tức giận và giết cô Minchin. Cậu biết đấy, khi cô ấy bạc đãi tớ,
nhưng tớ không thể làm chuyện sai trái. Sao cậu không thử nói với bố cậu rằng tớ đã đọc chúng? Bố tớ muốn tớ đọc chúng. Amanda Gray nói, cảm thấy hơi nản lòng vì chuyển biến bất ngờ này. Bố cậu muốn cậu biết nội dung trong sách, Sarah nói. Và nếu tớ có thể kể cho cậu nghe theo cách đơn giản và giúp cậu nhớ được, tớ nghĩ bố cậu cũng sẽ thích chuyện đó. Ông ấy rất thích nếu tớ học được bất cứ thứ gì theo cách nào cũng được, Urban Gray buồn bã nói. Cậu cũng sẽ như vậy nếu cậu là bố tớ. Cậu không có lỗi, Sarah mở lời. Em kéo mình đứng dậy rồi đột ngột ngừng lại. Em đã định nói, cậu không có lỗi vì cậu ngốc nghếch. Vì chuyện gì? Urban Gray hỏi. Vì cậu không tiếp thu nhanh được, Sarah nói tiếp. Nếu cậu không thể, tức là không thể. Nếu tớ có thể, thì tức là có thể. Cũng có sao đâu, chỉ có vậy thôi. Sarah luôn rất mềm lòng với Urban Gray và cố gắng không để nó cảm thấy sự cách biệt to lớn giữa có thể tiếp thu nhanh và không thể tiếp thu được gì cả. Khi nhìn gương mặt tròn trĩnh của nó, một trong những ý nghĩ khôn ngoan, già dặn xuất hiện trong đầu em. Có lẽ, em nói, có thể tiếp thu nhanh không phải là tất cả. Với một số người khác, cư xử tử tế mới là quan trọng. Nếu cô Minchin biết được mọi thứ trên đời mà vẫn cư xử như hiện tại, thì cô ấy vẫn đáng ghét và mọi người vẫn ghét cô ấy. Nhiều người thông minh vẫn làm việc sai trái, ví dụ như Robert Bryce. Em ngừng lại và dò xem thái độ của Urban Gray. Nó đã bắt đầu tỏ ra ngơ ngác. Cậu không nhớ sao? Em hỏi dồn. Tớ mới kể cho cậu nghe về ông ấy đấy. Tớ nghĩ cậu đã quên rồi. Ừ, tớ không nhớ gì cả, Urban Gray thừa nhận. Chà, cậu chờ một chút, Sarah nói. Để tớ cởi đồ ướt ra, chui vào chăn rồi tớ kể lại cho cậu nghe nhé. Em cởi mũ và áo khoác ra, treo chúng lên chiếc đinh trên tường. Rồi em đổi từ đôi giày ướt sang một đôi dép đã cũ. Rồi em trèo lên giường, choàng tấm phủ giường lên vai và ngồi choàng tay quanh gối. Giờ cậu nghe nhé, em nói. Em đắm chìm vào lịch sử đẫm máu của cuộc cách mạng Pháp và kể những câu chuyện khiến đôi mắt Urban Gray tròn mắt lo lắng và nín thở. Mặc dù nó hơi sợ, nhưng có một cảm giác hồi hộp thú vị khi nghe câu chuyện. Và có lẽ nó sẽ không quên Robert Bryce nữa, cũng như không còn thắc mắc về công chúa xứ Lamballe. Cậu biết rằng họ sẽ cắm đầu bà ấy trên đỉnh giáo và nhảy múa xung quanh nó, Sarah giải thích. Và bà ấy có mái tóc vàng bồng bềnh xinh đẹp. Và khi nghĩ đến bà ấy, tớ chưa bao giờ tưởng tượng thấy đầu bà ấy còn nguyên trên cơ thể mà bị cắm trên ngọn giáo với những người dân tức giận đang nhảy múa và gào thét xung quanh. Hai đứa đã đồng ý rằng ngài Stangeon sẽ được biết về kế hoạch của chúng và về món quà. Những quyển sách sẽ được để lại trên gác mái. Giờ chúng ta hãy trò chuyện một chút đi, Sarah nói. Cậu xoay sở thế nào với bài học tiếng Pháp rồi? Tốt hơn nhiều kể từ lần trước tớ lên đây và nghe cậu giải thích về cách chia động từ. Cô Minchin không thể hiểu tại sao tớ làm bài tốt như vậy vào buổi sáng đầu tiên đó. Sarah hơi bật cười và ôm lấy đầu gối. Cô ấy không hiểu sao Lottie làm phép tính cộng giỏi thế, em nói. Nhưng đó là vì em ấy cũng lén lên đây và tớ cũng giúp em ấy. Em liếc nhìn quanh phòng. Căn gác cũng khá ổn nếu nó không dễ sợ như vậy. Em bật cười lần nữa. Nơi này khá tốt cho việc tưởng tượng. Sự thật là Urban Gray không hề biết gì về khía cạnh gần như không thể chịu nổi, thỉnh thoảng mới xuất hiện của cuộc sống trên gác mái. Và nó không có hình ảnh đủ sống động để tự hình dung ra cuộc sống đó. Vào những dịp hiếm hoi có thể lèn lên phòng Sarah, nó chỉ nhìn thấy khía cạnh thú vị với những thứ tưởng tượng
và những câu chuyện được nghe kể. Những lần ghé thăm này giống như nhập vai làm nhân vật trong những cuộc phiêu lưu. Mặc dù thỉnh thoảng Sarah trông có vẻ tái nhợt và không phủ nhận rằng em gầy đi rất nhiều, nhưng tâm hồn bé nhỏ kiêu hãnh của em không chấp nhận lời phàn nàn. Em chưa bao giờ thú nhận là có những lúc bụng em gần như đói cồn cào, giống như tối hôm nay. Em đang ở tuổi ăn tuổi lớn và việc quốc bộ chạy quanh liên tục cũng sẽ khiến em thèm ăn, thậm chí cả khi em được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chứ đừng nói đến số thức ăn kém chất, kém ngon mà em tranh thủ chộp được vào những lúc thuận tiện trong nhà bếp. Em lớn lên quen với cảm giác cồn cào nhất định trong bao tử bé nhỏ của em. Mình nghĩ những binh lính cũng cảm thấy như vậy khi họ hành quân đường dài mỏi mệt. Em thường nói vậy với chính mình. Em thích âm thanh của cụm từ hành quân đường dài mỏi mệt. Nó khiến em cảm thấy giống như một người lính. Em cũng có cảm giác kỳ lạ rằng mình là chủ nhân của căn gác. Nếu mình sống trong lâu đài, em nói, và Ermine Gray là quý bà sống ở lâu đài bên cạnh đến thăm mình, cậu ấy đi cùng hiệp sĩ, cận vệ và tùy tùng, cùng với những lá cờ hiệu bay phía sau. Khi mình nghe thấy tiếng kèn báo bên ngoài tòa lâu đài, mình sẽ đi xuống đón cậu ấy. Rồi mình sẽ đãi tiệc trong sảnh và cho vời người hát rong đến ca hát, góp vui và kể chuyện. Khi cậu ấy đến gác mái, mình không thể đãi tiệc, nhưng mình có thể kể chuyện và không để cậu ấy biết những chuyện không vui. Mình dám chắc những người chủ thành nghèo khó cũng phải làm việc đó trong nạn đói khi đất đai của họ bị cướp mất. Em là một bà chủ thành dũng cảm và tự hào, rộng lượng ban phát lòng hiếu khách mà em có thể mang lại. Những giấc mơ của em, những hình dung mà em có, những tưởng tượng vốn là niềm vui và sự an ủi của em. Thế là hai đứa ngồi cạnh nhau. Ermine Gray không biết rằng em mệt mỏi và đói meo, và rằng trong khi trò chuyện, em thỉnh thoảng tự hỏi không biết cơn đói có để cho em ngủ sau khi em chỉ còn lại một mình. Em cảm thấy như thể chưa bao giờ đói đến vậy. Tớ ước có thể ốm được như cậu, Sarah. Ermine Gray bất ngờ nói. Tớ nghĩ cậu còn gầy hơn trước. Mắt cậu trông to hơn, còn khỉu tay cậu gầy trơ xương. Sarah kéo ống tay áo xuống. Tớ luôn ốm như vậy, Sarah gan góc nói. Và tớ luôn có đôi mắt xám lục to như vậy. Tớ thích cặp mắt kỳ lạ của cậu, Ermine Gray nói, nhìn vào chúng với sự ngưỡng mộ nhiệt thành. Chúng lúc nào cũng trông như thể đang nhìn xa xăm. Tớ thích chúng, và tớ thích chúng có màu lục, mặc dù nhìn chung chúng có màu đen. Chúng giống như mắt mèo vậy, Sarah cười. Nhưng tớ không nhìn được trong bóng tối, vì tớ đã thử nhìn nhưng không thể. Ước gì tớ có thể nhìn được. Ngay phút ấy, có một chuyện xảy ra tại ô cửa trên mái nhà, nhưng không ai trong số chúng nhìn thấy. Nếu một trong hai đứa quay sang nhìn thì có lẽ đã giật mình, vì nhìn thấy một gương mặt đen thận trọng thò vào phòng rồi lại nhanh chóng biến mất, thầm lặng như lúc nó xuất hiện. Tuy nhiên thật ra cũng không hoàn toàn thầm lặng. Sarah với đôi tai nhạy bén đột nhiên hơi xoay người nhìn lên mái nhà. Tiếng đó nghe không giống Melchizedek, em nói, không đủ sột soạt. Cái gì? Ermine Gray hỏi, hơi giật mình. Cậu không nghe thấy gì sao? Sarah hỏi. Không. Ermine Gray ấp úng. Cậu nghe thấy hả? Có lẽ không có gì, Sarah nói. Nhưng tớ nghĩ tớ nghe thấy gì đó, nghe như có thứ gì đó trên mái nhà. Thứ gì đó bước đi nhẹ nhẹ. Có thể là gì nhỉ? Ermine Gray nói. Hay là trộm? Không đâu, Sarah vui vẻ nói. Đâu có thứ gì để trộm. Em bỏ dở nửa câu còn lại. Hai đứa đều nghe thấy âm thanh khiến Sarah ngưng lại. Nó không phát ra từ mái nhà mà từ cầu thang bên dưới.
và đó là giọng nói giận dữ của cô Minjin. Sarah nhảy ra khỏi giường và thổi tắt nến. Cô ấy đang mắng chị Becky. Em thì thầm khi đang đứng trong bóng tối. Cô ấy đang làm Becky khóc. Liệu cô ấy có lên đây không? Amanda Gray thì thầm, lại bắt đầu hoảng sợ. Không đâu, cô ấy sẽ nghĩ tớ đã ngủ rồi. Đừng động đậy nhé. Rất hiếm khi cô Minjin leo lên chiếc cầu thang trên cùng này. Sarah chỉ nhớ bà ta từng làm như vậy một lần. Nhưng giờ bà đủ giận dữ để leo một đoạn lên đây và nghe như bà ta đang xua Becky đi phía trước. Cái đứa chờ cháo gian dối này. Hai đứa nghe bà ta la lên. Đầu bếp nói với tao bà ta cứ bị mất đồ. Không phải con, thưa bà. Becky nức nở nói. Con cũng đói bụng, nhưng không phải con là... Không bao giờ... Mày đáng bị bỏ tù. Giọng cô Minjin vang lên. Bon rút và trộm cắp. Thiệt chứ, nửa cái bánh nhân thịt. Không phải con. Becky sướt mướt. Con có thể ăn cả một cái, nhưng con chưa bao giờ đụng đến nó. Cô Minjin thở hổn hển vì tức giận và leo lên cầu thang. Chiếc bánh nhân thịt vốn dành cho bữa khuya đặc biệt của bà ta. Rõ ràng bà đang véo tai Becky. Đừng có dối trá, bà nói. Đi đến phòng mày ngay. Cả Sarah và Amanda Gray đều nghe thấy tiếng cái tát. Và hai đứa nghe thấy tiếng Becky chạy lên cầu thang và nhào vào phòng bằng đôi giày bệ già của nó. Chúng nghe tiếng sập cửa và biết rằng Becky đã quăng người lên giường. Mình có thể ăn cả hai cái. Chúng nghe nó úp mặt vào gối khóc. Thế mà mình chưa bao giờ ăn cái nào. Đầu bếp đã đem bánh cho gã cảnh sát của bà ta. Sarah đứng giữa phòng trong bóng tối. Em đang nghiến răng, mở tay ra rồi siết chặt bàn tay một cách gay gắt. Em hầu như không thể đứng yên. Nhưng em không dám cử động cho đến khi cô Minjin đi xuống lầu và mọi thứ trở nên tĩnh lặng lại. Thật tàn nhẫn mà giấu xa. Em bùng nổ. Đầu bếp giấu đồ riêng cho mình rồi lại nói Becky lấy chúng. Chị ấy không hề lấy. Chị ấy không hề lấy. Có khi chị ấy đói bụng đến nỗi ăn cả vụn của thùng đựng than. Em áp chặt hai tay lên mặt và phát ra tiếng nức nở nho nhỏ. Và Amanda Gray khi nhìn thấy những chuyện bất thường này trở nên kinh sợ. Sarah đang khóc. Đó là Sarah không ai địch nổi. Dường như chuyện này thể hiện một thứ gì mới mẻ, một tâm trạng nó chưa bao giờ có. Giả sử một khả năng đáng sợ mới xuất hiện trong tâm trí non nớt, chậm hiểu và tốt bụng của nó ngay lập tức. Nó lò mò bò ra khỏi giường trong bóng tối, tìm đến chiếc bàn đặt giá nến. Nó quẹt diêm và thắp nến lên. Khi thắp xong, nó tiến về phía trước nhìn Sarah. Ý tưởng mới xuất hiện trong đầu dần dần biến thành nỗi sợ rõ ràng trong đáy mắt. Sarah! Nó nói với giọng rụt rè, gần như kinh sợ. Cậu chưa bao giờ nói với tớ. Tớ không muốn tỏ ra bất lịch sự. Nhưng có phải cậu cũng từng đói bụng không? Vào lúc ấy, giọt nước tràn ly, hàng rào phòng vệ vỡ tan. Sarah ngẩng đầu dậy. Đúng vậy. Em nói với thái độ thiết tha khác trước. Đúng vậy, tớ đói bụng. Giờ tớ đói đến nỗi có thể gần như nuốt chừng cậu. Và tớ càng thấy tệ hơn khi nghe chuyện của chị Becky tội nghiệp. Chị ấy còn đói hơn tớ. Amanda Gray há hốc miệng kinh ngạc. Ôi trời, ôi trời. Nó đau khổ kêu lên. Vậy mà tớ chưa bao giờ biết. Tớ không muốn cậu biết được. Sarah nói. Lúc đó tớ sẽ cảm thấy như mình là đứa ăn xin đầu đường xó chợ. Dù tớ biết mình trông giống một đứa ăn xin trên đường. Không, cậu không giống vậy.
Urban Grey chen ngang. Quần áo của cậu trông hơi kỳ lạ, nhưng cậu trông không giống ăn xin. Cậu không có gương mặt của người ăn xin. Một cậu bé từng tốt bụng cho tớ một đồng 6 xu đấy, Sarah nói, hơi tự cười mình. Đồng 6 xu đó đây này. Rồi em kéo sợi dây đeo mỏng manh trên cổ ra khỏi áo. Cậu ấy sẽ không cho tớ đồng xu nhận được vào dịp Giáng sinh của cậu ấy nếu tớ không trông như thể tớ đang cần nó. Bằng cách nào đấy, việc nhìn thấy đồng 6 xu bé xinh này là tốt cho hai đứa. Nó làm chúng cười một chút, mặc dù mắt chúng đều ướt nhòe. Cậu ấy là ai? Amanda Gray hỏi. Nó nhìn ngắm đồng xu như thể đó không phải là một đồng 6 xu bình thường. Đó là một cậu bé đáng yêu đang trên đường đi dự tiệc, Sarah nói. Cậu ấy là con của đại gia đình, đứa bé nhỏ với cặp chân cong cong. Tớ gọi nó là Guy Clarency. Tớ nghĩ phòng của cậu bé ngập trong quà Giáng sinh và hòm đựng thức ăn chứa đầy bánh trái và đồ ăn. Và cậu ấy thấy tớ chẳng có gì cả. Amanda Gray hơi giật lùi lại. Những câu nói cuối cùng khiến tâm trí phiền muộn của nó nhớ ra thứ gì đó và cho nó một ý nghĩ bất chợt. Trời ơi, Sarah! Nó kêu lên. Tớ mấy ngốc làm sao khi không nghĩ đến nó? Đến cái gì? Một thứ tuyệt hảo, Amanda Gray nói với vẻ trộn rộn. Chiều nay, người dì tốt bụng nhất của tớ gửi cho tớ một cái hộp. Toàn là những thứ tốt, tớ chưa đụng đến nó. Vì tớ ăn quá nhiều bánh tráng miệng vào bữa chiều, và tớ lại phiền muộn vì chỗ sách của bố tớ. Từ ngữ của nó bắt đầu xô đẩy nhau. Trong đó có bánh ngọt, bánh nhân thịt, bánh mứt và bánh bao nữa. Còn có cam và rượu nho đỏ, quả vả và sô-cô-la nữa. Tớ sẽ chuồn về phòng lấy nó ngay, rồi chúng ta cùng ăn. Sarah gần như không thể đứng vững. Khi một người mệt lả vì đói thì chỉ cần nhắc đến thức ăn thôi, thỉnh thoảng mang lại hiệu quả kỳ lạ. Em nắm lấy cánh tay Amanda Gray. Cậu nghĩ cậu làm được không? Em thốt lên. Tớ biết tớ có thể, Amanda Gray đáp. Rồi nó chạy về phía cửa, mở ra nhẹ nhẹ, thò đầu ra ngoài bóng tối nghe ngóng. Sau đó nó quay lại Sarah. Đèn đã tắt hết rồi, mọi người đã đi ngủ. Tớ có thể đi rón rén và không ai nghe thấy hết. Hai đứa vui sướng đến nỗi nắm chặt tay nhau và một tia sáng bất chợt lóe lên trong mắt Sarah. Amie, em nói, chúng ta hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng đây là một bữa tiệc. Còn nữa, cậu có muốn mời tù nhân ở phòng giam bên cạnh không? Đúng rồi, chúng ta gõ lên tường đi, cai ngục sẽ không nghe thấy. Sarah đi về phía tường. Qua vách tường, em có thể nghe thấy Becky tội nghiệp đang khóc khe khẽ hơn. Em gõ 4 tiếng. Nghĩa là, hãy đến phòng tôi bằng mật đạo dưới tường. Em giải thích. Tôi có chuyện cần nói. 5 tiếng gõ đáp lại. Chị ấy đang đến, em nói. Gần như ngay lập tức, cánh cửa căn gác mở ra và Becky xuất hiện. Hai mắt nó đỏ hoe, chiếc mũ trượt sang một bên. Khi nhìn thấy Amanda Gray, nó bắt đầu lo lắng, chà chà mặt mình bằng chiếc tạp dề. Đừng bận tâm về em, chị Becky, Amanda Gray kêu lên. Amanda Gray mời chị qua, Sarah nói. Vì cậu ấy sắp đem một hộp đầy đồ ngon lên đây cho chúng ta. Mũ của Becky gần như sắp rơi khỏi đầu và nó vỡ òa vẻ sung sướng. Để ăn ư, thưa tiểu thư, nó nói. Những thứ ngon để ăn ư? Đúng vậy, Sarah đáp. Và chúng ta sẽ tưởng tượng đây là một bữa tiệc. Và chị có thể ăn bao nhiêu tùy thích, Amanda Gray nói thêm. Em đi ngay đây. Nó gấp gáp đến mức ngay khi chuồn ra khỏi phòng, nó đánh rơi chiếc áo choàng đỏ mà không hề hay biết.
cũng không ai nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Becky quá choáng ngợp bởi vận may trời cho này. Trời ơi, thưa tiểu thư, nó hổn hển nói. Em biết chính tiểu thư đã xin cho em tham gia. Chuyện đó khiến em cảm động quá. Rồi nó đi về phía Sarah, đứng đó và nhìn em với vẻ tôn thờ. Nhưng trong đôi mắt đói meo của Sarah, ánh sáng trước đây đã bắt đầu phát ra và biến đổi thế giới vì em. Tại đây, trong căn gác mái, với màn đêm lạnh lẽo bên ngoài, với buổi chiều trên những con đường trơn trượt không ai qua lại, với ký ức về ánh nhìn đói khát kinh khủng trong đôi mắt của đứa bé ăn xin vẫn chưa phai hẳn, thì niềm hạnh phúc giản đơn này xảy đến như một phép màu. Em nín thở. Bằng cách nào đó, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Em thốt lên. Ngay trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất, cứ như có phép màu. Nếu mình có thể nghĩ về nó theo hướng đó, chuyện tệ nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Em lắc lắc người Becky với vẻ hào hứng. Không, không, chị không được khóc. Em nói, chúng ta phải nhanh dọn bàn nào. Dọn bàn sao, thưa tiểu thư? Becky nói, lướt nhìn quanh phòng. Chúng ta sẽ dọn bàn với cái gì? Sarah cũng nhìn quanh căn khác. Hình như không có gì cả. Em nửa cười đáp lại. Vào lúc ấy, em nhìn thấy một thứ và chộp lấy nó. Đó là chiếc áo choàng đỏ của Ermine Gray đang nằm trên sàn. Với cái áo choàng này, em kêu lên. Em biết cậu ấy sẽ không phiền đâu. Nó sẽ trở thành tấm khăn trải bàn đỏ tuyệt đẹp. Hai đứa kéo chiếc bàn cũ kỹ về phía trước và tung chiếc áo choàng lên trên. Một màu sắc vô cùng dễ chịu và ấm áp ngay lập tức khiến căn phòng khang trang hơn. Nếu trên sàn có thảm màu đỏ thì mới đẹp làm sao? Sarah thốt lên. Chúng ta hãy tưởng tượng là có đi. Mắt em lướt nhanh qua sàn nhà trống trải như đang chiêm ngưỡng. Tấm thảm đã được trải lên sàn. Nó mới dày và êm ái làm sao? Em nói, hơi bật cười. Điệu cười mà Becky biết có nghĩa là gì. Rồi em đứng dậy, đặt chân bước xuống lần nữa với vẻ thanh nhã. Như thể dưới chân em cảm nhận được thứ gì đó. Đúng vậy, thưa tiểu thư. Becky đáp, theo dõi với vẻ say mê nghiêm túc. Nó lúc nào cũng rất nghiêm túc. Tiếp theo là gì nào? Sarah hỏi, và em đứng yên, lấy hai tay che mắt lại. Nếu em nghĩ về thứ gì đó và đợi một chút thì nó sẽ xuất hiện. Em nói với giọng êm ái và có chút chờ mong. Phép màu sẽ nói em biết. Một trong những hình dung yêu thích của em là ở phía kia, như em gọi, những suy nghĩ đang chờ được con người triệu tập. Becky đã từng nhiều lần nhìn thấy em đứng đó và chờ đợi. Nó biết rằng vài giây nữa, khi mở tay ra sẽ là một gương mặt tươi sáng đang nở nụ cười. Chỉ lát sau, em mở tay ra. Đây rồi, em kêu lên. Nó đã đến, em biết mà. Em phải lục tìm những thứ trong chiếc giường cũ khi em còn là công chúa. Em chạy vụt về phía góc phòng và quỳ xuống. Chiếc giường được đặt ở đây không phải để cho em, mà vì không còn chỗ nào khác để đặt nữa. Trong đó chẳng còn gì ngoài những thứ đổ bỏ đi. Nhưng em biết sẽ tìm được thứ gì đó. Phép màu luôn sắp đặt như thế, bằng cách này hay cách khác. Trong góc giường có một gói đồ nhìn chẳng có gì đặc biệt, đến nỗi dễ dàng bị bỏ qua. Và khi em tìm thấy nó, em giữ lại như một vật kỷ niệm. Trong đó có vô số khăn mùi xoa nhỏ trắng tinh. Em vui mừng chộp lấy và chạy về phía bàn. Em bắt đầu trải nó lên tấm khăn bàn màu đỏ, xếp xếp chỉnh chỉnh chúng, sao cho viền đăng ten hẹp uốn ra phía ngoài. Phép màu đã phát huy sức mạnh của mình khi em dùng đến nó. Chúng là những cái đĩa, em nói. Những cái đĩa bằng vàng. Còn đây là những chiếc khăn ăn thêu đẹp đẽ. Các sơ trong tu viện ở Tây Ban Nha đã thêu chúng.
Thật vậy sao, thưa tiểu thư? Becky thở gấp, tâm trí nó phấn khởi hẳn vì thông tin đó. Chị phải tưởng tượng thế, Sarah nói. Nếu chị tưởng tượng đủ chân thật, chị sẽ thực sự thấy chúng. Đúng vậy, thưa tiểu thư, Becky nói. Và khi Sarah chạy trở lại chiếc giường, nó dồn hết tâm trí vào việc hoàn thành đoạn cuối mà nó vô cùng khao khát. Sarah bất ngờ xoay người lại, nhìn thấy nó đang đứng bên bàn, tư thế trông hơi kỳ quặc. Nó nhắm hai mắt và vặn xoắn gương mặt, tạo ra biểu cảm kỳ lạ và nhăn nhó. Hai tay nó gồng lên, giữ chặt ở hai bên người, trông như thể nó đang cố nhấc một vật nặng kinh người. Chuyện gì vậy, chị Becky? Sarah kêu lên. Chị đang làm gì vậy? Becky giật mình mở mắt. Em đang tưởng tượng, thưa tiểu thư. Nó hơi ngượng ngùng đáp lại. Em đang cố hình dung ra nó như tiểu thư làm. Em gần làm được rồi. Nó nở nụ cười hy vọng. Nhưng việc này hơi tốn nhiều sức. Có lẽ chị thấy tốn sức vì vẫn chưa quen, Sarah nói với vẻ cảm thông dịu dàng. Nhưng khi chị làm quen rồi thì sẽ thấy nó rất dễ dàng. Lúc mới làm em cũng không cố gắng quá. Chị làm một lúc rồi sẽ thấy. Em sẽ mô tả chúng trông như thế nào cho chị biết. Chị nhìn những cái này đi. Em cầm trong tay một chiếc mũ rộng vành mùa hè nhặt được ở đáy giường. Em gỡ vòng hoa gắn trên mũ ra. Chúng sẽ là vòng hoa trang trí bữa tiệc, em đĩnh đạc nói. Chúng làm không khí ngập tràn hương thơm. Chị Becky, có một cái cốc ở bệ rửa. À, còn nữa, chị mang giúp em đĩa đựng xà phòng để đặt giữa bàn. Becky cung kính chuyển chúng cho em. Những thứ này thì sao, thưa tiểu thư? Nó hỏi. Tiểu thư nghĩ chúng làm bằng sứ, nhưng em biết là không phải. Đây là một chiếc bình được chạm khắc, Sarah nói và xếp tua rua của vòng hoa xung quanh chiếc cốc. Còn đây, em dịu dàng cúi người xuống chiếc đĩa đựng xà phòng, rồi xếp đầy hoa hồng lên đó. Là đá cẩm thạch tinh khiết nhất, được nạm ngọc quý. Em nhẹ nhàng chạm vào những thứ này, trên môi hiện lên một nụ cười hạnh phúc, khiến em trông giống như một sinh vật trong giấc mơ nào đấy. Ôi, thật là dễ thương, Becky kêu thầm. Phải chi, chúng ta có thứ gì đó làm khay đựng bánh ngọt, Sarah lẩm bẩm. Đúng rồi, em lại phóng ào về phía chiếc giường. Em nhớ lúc nãy đã nhìn thấy gì đó. Đó chỉ là một cuộn len được bọc trong giấy ăn trắng và đỏ. Nhưng mảnh giấy ăn này đã sớm được xếp thành hình những chiếc đĩa bé xinh. Chúng hợp với những bông hoa còn lại, trở thành vật trang trí cho những cây nến chiếu sáng bữa tiệc. Chỉ có phép màu mới có thể khiến cảnh vật này không đơn thuần chỉ là một chiếc bàn cũ kỹ được phủ lên tấm áo choàng đỏ và bày biện bằng những đồ vật bỏ đi trong một chiếc giường đã lâu không ai đụng đến. Nhưng Sarah lùi lại, nhìn vào cảnh này em thấy những thứ kỳ diệu. Còn Becky thì nhìn chằm chằm khung cảnh này trong vui sướng, rồi nói mà không dám thở. Cái này, nó vừa nói vừa nhìn quanh căn gác. Bây giờ nó có còn là ngục Basti không? Hay đã biến thành thứ gì khác rồi? Ồ, đúng vậy, đúng vậy, Sarah nói. Nó đã khác hẳn rồi, đây chính là sảnh tiệc. Ôi, mắt của em, thưa tiểu thư, Becky thốt lên. Sảnh tiệc ư? Rồi nó xoay xung quanh để ngắm nhìn vẻ lộng lẫy xung quanh với sự hoang mang kinh ngạc. Một sảnh tiệc, Sarah nói. Một gian phòng rộng thênh thang để tổ chức tiệc. Nó có mái hình vòm, rất nhiều người hát rong. Một ống khói khổng lồ chứa đầy gỗ sồi đang cháy sáng. Và nó sáng rực rỡ với những đế nến đang cháy lấp lánh ở mọi góc phòng. Ôi, mắt của em, tiểu thư Sarah, Becky lại kêu lên. Rồi cánh cửa mở ra và Eamon Gray đi vào, hơi loạng choạng vì sức nặng của giỏ thức ăn. Nó giật lùi lại vì vui sướng. Bước vào phòng từ bóng tối lạnh lẽo bên ngoài
và nhận ra bản thân đang đối diện với một bàn tiệc hoàn toàn bất ngờ. Được phủ vải đỏ, trang trí khăn ăn và vòng hoa mới cảm thấy rằng việc chuẩn bị quà thật xuất sắc. Ôi, Sarah! Nó kêu lên. Cậu là cô bé thông minh nhất tớ từng gặp. Có đẹp không nào? Sarah nói. Những thứ này được lấy từ chiếc giường cũ của tớ. Tớ đã hỏi xin phép mầu của tớ và nó nói rằng tớ hãy đi lục tìm xem. Nhưng thưa cô, Ducky kêu lên. Cô hãy chờ nghe tiểu thư mô tả xem chúng là gì. Chúng không chỉ là vậy. Ôi, thưa tiểu thư, hãy nói cho cô ấy biết với. Nó khẩn cầu Sarah. Thế là Sarah đã kể lại cho nó nghe. Phép mầu của em giúp em nhìn thấy hầu như mọi thứ. Những chiếc đĩa vàng, những không gian hình vòm, những khúc gỗ cháy rực, những cây nến lấp lánh. Khi mọi thứ được bày ra từ giỏ thức ăn, những chiếc bánh kem, hoa quả, bánh kẹo và rượu nữa, bữa tiệc trở nên tuyệt hảo. Đây giống như một bữa tiệc thực sự, Amanda Gray kêu lên. Đây giống như bàn ăn của nữ hoàng, Becky thở dài. Rồi đột nhiên, Amanda Gray có một suy nghĩ xuất sắc. Tớ nói cậu nghe này, Sarah. Nó nói, hãy tưởng tượng cậu là công chúa và đây là một bữa tiệc hoàng gia. Nhưng đây là bữa tiệc của cậu, Sarah nói. Cậu mới là công chúa và bọn tớ sẽ là người hầu thân cận của cậu. Ôi, tớ không làm được đâu, Amanda Gray nói. Tớ béo quá và tớ cũng không biết làm. Cậu làm công chúa đi. Cũng được, nếu cậu muốn tớ làm, Sarah nói. Nhưng bất ngờ em nghĩ đến thứ khác và chạy đến vỉ lò rỉ sét. Có rất nhiều giấy và rác chất đống ở đây, em kêu lên. Nếu chúng ta đốt chúng thì sẽ có ngọn lửa sáng trong vài phút và chúng ta sẽ cảm thấy như đó là lửa thật. Em quẹt diêm và đốt lên một ngọn lửa. Nó tỏa ra hào quang rộng làm sáng cả căn phòng. Đến khi nó hết sáng, Sarah nói, chúng ta sẽ quên rằng nó không có thật. Em đứng trong ánh lửa lập lòe và mỉm cười. Nó trông như thật đúng không? Em nói. Giờ chúng ta hãy bắt đầu nhập tiệc nào. Em đi trước dẫn đường, tiến về phía bàn. Rồi em nhã nhặn vẫy tay cho Amanda Gray và Becky. Em đang đắm chìm trong giấc mộng của mình. Tiến về phía trước, các quý cô xinh đẹp, em nói bằng chất giọng hạnh phúc trong mơ. Và hãy ngồi vào bàn tiệc. Phụ vương kính mến của ta, đức vua, vắng mặt vì người đang trong một chuyến hành trình dài. Và người ra lệnh cho ta thiết đãi các vị. Em hơi quay đầu về phía góc phòng. Đây nào, những người hát rong đằng kia, hãy nâng đàn violon và kèn basson của các người lên. Em nhanh chóng giải thích cho Amanda Gray và Becky. Các công chúa luôn cho người hát rong tấu nhạc tại bữa tiệc. Hãy tưởng tượng rằng có một đoàn hát rong đang đứng ở góc phòng nhé. Giờ thì chúng ta hãy nhập tiệc. Ba đứa không có cả thời gian để lấy bánh ăn. Không đứa nào kịp làm gì khác. Khi tất cả đều hướng về phía cửa, mặt mày tái nhợt, yên lặng lắng nghe và lắng nghe. Ai đó đang đi lên cầu thang, không thể nào sai được. Mỗi đứa đều nhận ra tiếng bước chân giận dữ dậm lên từng bậc thang và chúng biết mọi chuyện sắp kết thúc. Đó là bà chủ, Becky nghẹn lại, làm rớt miếng bánh của nó lên trên sàn. Đúng vậy, Sarah nói, đôi mắt mở to kinh ngạc trên nước da trắng bệch. Cô Minchin đã phát hiện ra chúng ta. Cô Minchin lấy tay bật tung cánh cửa. Mặt bà ta tái nhợt, nhưng đó là vì tức giận. Bà nhìn từ những gương mặt đang kinh sợ đến chiếc bàn tiệc, rồi từ bàn tiệc đến ánh lửa còn lập lè từ giấy bị đốt trong lò. Tao đã nghi lắm rồi, bà la lên. Nhưng tao không ngờ chúng mày càn rỡ đến vậy. Thì ra Lavinia nói thật. Thế là bọn chúng biết chính Lavinia bằng cách nào đó đoán ra bí mật của chúng
và bán đứng chúng. Cô Minchin sải bước đến chỗ Becky rồi véo lấy tai nó trong chớp mắt. "Cái con lão xược này," bà nói, "sáng ngày mai mày cút khỏi đây ngay." Sarah đứng bất động, mắt em càng ngày càng mở to, mặt em ngày càng tái nhợt. Hermann Gray òa lên khóc. "Đừng, đừng đuổi chị ấy đi," nó nức nở. "Dì con gửi một giỏ đồ, chúng con chỉ đang tổ chức tiệc mà thôi." "À, tao thấy rồi," cô Minchin khinh miệt nói. "Với công chúa Sarah là chủ tiệc chứ gì?" Rồi bà ta gay gắt quay về phía Sarah. "Đúng là việc mày làm, tao biết mà," bà kêu lên. "Herman Gray chẳng bao giờ nghĩ ra được chuyện này. Tao đoán mày trang trí bàn với mấy thứ bỏ đi này đúng không?" Bà dậm chân quát Becky. "Về phòng mày ngay," bà ra lệnh, và Becky chạy đi, vùi mặt vào tạp dề và hai vai nó run lên. Lần này lại đến lượt Sarah. "Ngày mai tao sẽ phục vụ mày. Mày không được ăn sáng, ăn chiều hay ăn tối gì hết." "Hôm nay con cũng không được ăn chiều hay ăn tối gì cả, cô Minchin," Sarah hơi yếu ớt nói. "Vậy càng tốt, như vậy mày mới nhớ được. Đừng có đứng đó, dẹp hết mấy thứ này vào giỏ." Em bắt đầu tự mình chút những thứ đó vào giỏ, và em nhìn thấy những quyển sách mới của Herman Gray. "Con cho," bà ta nói với Herman Gray, "đã mang mấy quyển sách mới đẹp đẽ của mình lên cái gác bẩn thỉu này. Mang chúng về rồi leo lên giường ngay. Trò sẽ ở đó cả ngày mai, và ta sẽ viết thư cho bố trò. Ông ấy sẽ nói gì nếu biết được tối nay trò đã ở đâu nhỉ?" Có thứ gì đó trong ánh nhìn kiên định và nghiêm nghị của Sarah vào lúc này khiến bà quay sang bới móc em. "Mày đang nghĩ cái gì hả?" bà ta gặng hỏi. "Sao mày nhìn tao kiểu đó hả?" "Con đang tự hỏi," Sarah đáp lại, y như vào cái ngày đáng nhớ trong lớp học. "Mày tự hỏi cái gì hả?" Cảnh này rất giống cảnh trong lớp học. Tác phong của Sarah không hề có chút sức sượng nào, chỉ còn lại buồn bã và an tĩnh. "Con đang tự hỏi," em nói khe khẽ, "bố con sẽ nói gì nếu ông ấy biết được tối nay con đang ở đâu?" Cơn giận của cô Minchin lại bốc lên như lúc nãy, và tự nó đã biểu lộ ra ngoài bằng một cách thái quá. Vẫn như lúc nãy, bà ta bay đến chỗ em, lắc lắc cả người em. "Cái con danh sớc láo vô tổ chức này," bà ta hét lên. "Sao mày dám? Sao mày dám?" Bà nhặt mấy quyển sách lên, chút phần còn lại của bữa tiệc vào giỏ thành một đống lộn xộn, đẩy chiếc giỏ vào tay Herman Gray rồi đẩy nó đi xuống lầu. "Tao sẽ để mày ở đây mà tự hỏi," bà ta nói. "Đi ngủ ngay lập tức." Rồi bà đóng sập cửa lại, khiến Herman Gray tội nghiệp loạng choạng suýt ngã, và bỏ lại Sarah đứng trơ trọi một mình. Giấc mộng đã sắp đến hồi kết, tia lửa cuối cùng cũng tắt ngóm trong lò sưởi, chỉ còn lại đám bùi nhùi đã cháy đen, chiếc bàn trống rỗng, những chiếc đĩa vàng, khăn ăn thêu hoa và vòng hoa lại biến trở lại thành khăn mùi xoa đã cũ, những mảnh giấy đỏ và trắng, những bông hoa giả bị bứt đi, tất cả nằm rơi vãi trên sàn nhà. Những người hát rong trong đoàn hát đã bỏ chạy, nhưng đàn violon và kèn basson vẫn còn. Emily vẫn ngồi tựa lưng vào tường, nhìn chân chân về phía trước. Sarah nhìn thấy nó, và em đi đến nhặt nó lên với đôi tay run rẩy. "Không còn bữa tiệc nào nữa, Emily à," em nói. "Cũng không còn cô công chúa nào nữa, không gì nữa, trừ những tù nhân trong ngục Bastille." Rồi em ngồi bệt, úp mặt xuống. Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không úp mặt xuống.
Và nếu em có cơ hội ngẩng lên nhìn ô cửa tại thời điểm không đúng lúc này, có lẽ kết thúc của chương này sẽ khác hẳn. Bởi vì nếu em nhìn lên ô cửa gác mái, chắc em sẽ giật mình vì những gì em nhìn thấy. Em sẽ nhìn thấy chính xác gương mặt đang áp vào kính để nhìn em, như nó vừa mới làm trong tối nay khi em đang trò chuyện với Herman Gray. Nhưng em không ngẩng đầu lên, em gục mái đầu đen bé nhỏ của mình xuống hai cánh tay một lúc. Em luôn ngồi như thế khi cố gắng yên lặng chịu đựng thứ gì đó. Sau đó em đứng dậy, đi chậm chậm đến giường. Mình không còn tưởng tượng được gì nữa, trong khi mình còn tỉnh táo. Em nói, có cố gắng cũng không ích gì nữa. Nếu mình đi ngủ, có lẽ giấc mơ sẽ ùa đến và tưởng tượng giúp mình. Em đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mặc dù có lẽ vì thèm ăn, đến mức khiến em yếu ớt ngồi xuống mép giường. Giả sử có ngọn lửa sáng loáng trong lò sưởi với vô số ánh lửa đang nhảy múa. Em lẩm bẩm. Giả sử trước lò sưởi có một chiếc ghế bành êm ái, và giả sử gần đó có một chiếc bàn, bên trên là món súp nóng, nóng hổi. Và giả sử... Em kéo tấm trải giường mỏng dính quấn quanh người. Giả sử đây là một chiếc giường xinh đẹp mềm mại với chăn lông cừu và gối lông vũ lớn. Giả sử... Và sự mỏi mệt cực độ này lại tốt cho em. Hai mắt nhắm lại, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng đủ rã rời để ngủ thật sâu và thật ngon lành. Quá sâu và quá ngon lành đến mức không bị quấy nhiễu bởi bất cứ điều gì. Thậm chí có là tiếng lích xích và láo nháo của cả gia đình Melchizedek nếu cả đám con trai và con gái của nó thật sự chui ra khỏi hang để cắn nhau và chơi đùa với nhau. Em bật tỉnh hơi đột ngột và không biết thứ gì đã đánh thức em. Tuy nhiên sự thật là có một tiếng động đã khiến em tỉnh lại. Một tiếng động thật sự. Tiếng cạch của ô cửa trên mái nhà, giống như tiếng đóng lại sau khi một thân hình da trắng uyển chuyển trườn ra ngoài và nằm dạp xuống trên mái nhà. Đủ gần để nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên dưới, nhưng đủ xa để không bị phát hiện. Lúc đầu em không mở mắt ra. Em quá buồn ngủ và thấy hơi kỳ lạ. Cảm giác quá ấm áp và dễ chịu. Em quả thật thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu, đến nỗi em không tin mình thật sự đã tỉnh. Em chưa bao giờ thấy ấm áp và thoải mái như thế này, trừ lúc chìm trong những hình dung đáng yêu. Thật là một giấc mơ đẹp. Em lẩm bẩm. Mình thấy khá ấm. Mình không muốn tỉnh dậy. Dĩ nhiên, đó là một giấc mơ. Em cảm thấy dường như những tấm chăn ấm áp và đẹp đẽ đang phủ trên người mình. Em có thể thực sự cảm nhận tấm chăn khi em giơ tay ra. Tay em chạm vào một thứ giống như tấm chăn lông vịt phủ sa tanh. Em không muốn tỉnh lại từ niềm vui sướng này. Em muốn nằm yên và để nó kéo dài. Nhưng em không thể. Mặc dù đã nhắm chặt mắt cũng không thể. Có thứ gì đó buộc em tỉnh dậy. Thứ gì đó trong phòng. Đó là cảm giác về ánh sáng và âm thanh, tiếng lách tách, bập bùng của ngọn lửa nhỏ nhỏ. Ôi, mình đang tỉnh dậy. Em buồn bã nói. Mình không làm gì khác được. Mình không làm gì được. Dù vậy, hai mắt em vẫn mở ra. Và rồi em thực sự mỉm cười, vì những thứ em chưa từng thấy xuất hiện trên căn gác. Và em biết sẽ chẳng bao giờ thấy chuyện đó xảy ra. Ôi, mình vẫn chưa tỉnh. Em thì thầm, rồi chống người ngồi dậy và nhìn quanh. Mình vẫn đang mơ. Em biết đây hẳn là một giấc mơ, vì nếu em đã tỉnh lại thì chuyện này không thể xảy ra. Không thể nào.
Bạn có tự hỏi tại sao em chắc chắn mình vẫn đang mơ không? Đây là những gì em nhìn thấy. Sau vỉ lò có một ánh lửa đang cháy, sáng rực. Trên bếp một cái ấm nước đang réo lên và nước đang sôi. Trải khắp sàn nhà là một tấm thảm đỏ thẫm, dày dặn và ấm áp. Phía trước ngọn lửa có một chiếc ghế gập với đệm ngồi đang đặt sẵn bên trên. Cạnh nó là một chiếc bàn gấp cũng đang mở ra và được phủ vải trắng. Bên trên bày ra vô số món ăn nho nhỏ được bọc lại. Một chiếc tách, một cái đĩa và một ấm trà. Trên giường là tấm phủ mới ấm áp và tấm chăn lông vịt phủ sa tanh. Dưới chân là một bộ váy lụa lót vải mềm kỳ lạ, một đôi dép bông và một vài quyển sách. Căn phòng trong mơ của em dường như biến thành chốn thần tiên. Nó tràn đầy ánh sáng ấm áp với một chiếc đèn tỏa sáng được đặt trên bàn với chụp đèn màu hồng. Em ngồi dậy, tựa người lên trên khuỷu tay và thở dồn dập. Nó không tan mất, em hổn hển nói. Trời, mình chưa bao giờ mơ giấc mơ như vậy. Em hầu như chẳng dám động đậy. Nhưng cuối cùng em đẩy đống chăn sang một bên và đặt chân lên sàn với một nụ cười sung sướng. Mình đang mơ, mình đang đi ra khỏi giường. Em nghe giọng của mình nói. Và sau khi đứng giữa mọi thứ, em chậm rãi xoay từ bên này sang bên kia. Mình đang mơ, mà nó vẫn còn đó, thật sự. Mình đang mơ, mình cảm thấy như thật vậy. Đây là bùa phép, hay mình bị bỏ bùa mất rồi? Mình chỉ cần nghĩ, rồi mình có thể thấy tất cả. Từ ngữ của em bắt đầu gấp rút. Nếu mình chỉ cần nghĩ về nó, em kêu lên. Mình không quan tâm, mình không quan tâm. Em đứng đó, thở hổn hển một lúc lâu hơn, rồi lại kêu lên. Ôi, nó không có thật, em nói. Nó không thể là thật. Nhưng sao trông nó thật đến vậy? Ánh lửa sáng loáng thu hút em. Em quỳ xuống và giơ tay về phía đó, gần đến nỗi sức nóng khiến em giật lùi lại. Ngọn lửa do mình nằm mơ sẽ không nóng, em kêu lên. Em đứng dậy chạm vào bàn, vào món ăn, vào tấm thảm. Rồi em đi đến giường, chạm vào tấm chăn. Em kéo bộ váy ngủ mềm mại lên, rồi bất ngờ ôm nó vào ngực và chạm nó vào má. Nó thật ấm, thật mềm. Em gần như nức nở. Nó là thật, nó phải là thật. Em vắt nó lên vai, rồi xỏ chân vào đôi dép. Chúng cũng là thật, tất cả đều là thật. Em kêu lên. Mình không nằm mơ. Em gần như lảo đảo đi đến chồng sách và mở quyển sách nằm trên cùng. Có một dòng chữ trên trang giấy trắng đầu sách, chỉ có vài từ sau. Gửi cô bé gác mái từ một người bạn. Khi em nhìn thấy nó, em úp mặt xuống trang giấy và òa lên khóc. Hành động này có phải hơi kỳ lạ không? Mình không biết đó là ai, em nói. Nhưng có ai đó quan tâm tới mình. Mình có một người bạn. Em cầm lấy giá nến, lẻn ra khỏi phòng, đi đến phòng Becky và đứng cạnh giường nó. Chị Becky, chị Becky. Em thì thầm lớn nhất có thể. Chị tỉnh dậy đi. Khi bị đánh thức, Becky ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn em. Trên gương mặt nó vẫn còn dấu vết nước mắt. Đứng cạnh nó là một thân hình bé nhỏ mặc váy lụa đỏ thẫm đẹp đẽ. Nó nhìn thấy một gương mặt sáng lấp lánh và kỳ diệu. Công chúa Sarah, như trong trí nhớ của nó, đang đứng cạnh nó, trong tay cầm giá nến. Chị đến đây xem đi, em nói. Ôi chị Becky, chị đến đây xem. Becky quá kinh sợ nên không thốt được lời nào. Nó chỉ đứng dậy và đi theo em, mắt mở to, mồm há hốc, không nói được lời nào. Khi hai đứa bước qua ngưỡng cửa, Sarah nhẹ nhàng đóng cửa lại
và kéo nó vào giữa những thứ ấm áp đang tỏa sáng này. Chúng khiến cho bộ não của nó quay cuồng và cơn đói không còn nữa. Chúng là thật, chúng là thật! Em kêu lên. Em đã chạm vào tất cả chúng. Chúng cũng thật như chúng ta vậy. Phép màu đã linh nghiệm. Chị Becky, trong khi chúng ta đang ngủ, phép màu sẽ không để những điều tồi tệ nhất xảy ra. Mama. VTC now!